chuyển đổi số nó phải xuất phát từ cái việc rằng là, là giải quyết được cái bài toán nào đó của doanh nghiệp phải ghi nhận được giá trị luôn luôn có cái tư duy về việc là tôi làm cái đó để làm gì tôi làm cái đó để tôi tìm cái nguồn tăng trưởng mới Omni Next một mini series mới thuộc chương trình Business Insights trên Việc Success, bàn luận về các giải pháp công nghệ giúp tối ưu chuyển đổi số, tăng trưởng xuyên kênh cho doanh nghiệp. Để từ đó, lãnh đạo doanh nghiệp có thể ra quyết định kinh doanh thận trọng hơn trên nền tảng dữ liệu số, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững cho các thương hiệu. Với các góc nhìn nhiều năm kinh nghiệm từ các nhà sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Omninext hân hạnh có sự đồng hành của Purpose and và Ansumi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói tới một chủ đề đã được đề cập tới rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây, chuyển đổi số. Thế nhưng sẽ là một góc độ rất khác. À, chuyển đổi số đã là một nhu cầu cấp bách ở trong thời đại 4.0, nhưng để cho các doanh nghiệp thực sự bước vào công cuộc chuyển đổi số thì đòi hỏi nhiều hơn chỉ là những viễn cảnh một cách mơ hồ. Họ cần nhìn thấy những con số đo lường cụ thể, cần nhìn thấy hiệu quả cụ thể ảnh hưởng tới doanh nghiệp của mình như thế nào. Và đó sẽ là những gì mà chúng tôi cùng tìm hiểu với các khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu anh Nguyễn Gia Anh Vũ, hiện đang là giám đốc công nghệ và chuyển đổi số, thành viên của ban điều hành Heineken Việt Nam cảm ơn anh đã đến với chương trình và một vị khách mời quen thuộc của chương trình xin được giới thiệu chị nguyễn thanh giang nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc purpose Ant. ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập tới câu chuyện là chuyển đổi số đã rất quen thuộc rồi nhưng mà mai trang có đề cập tới là làm thế nào mà nó ảnh hưởng được tới doanh nghiệp của chúng ta một cách hiệu quả nhất vậy thì uh, cho mai trang được hỏi anh vũ câu đầu tiên đi ạ uh, Digital transformation hay chuyển đổi số, anh có thể định nghĩa một cái khái niệm từ góc nhìn của anh nó đơn giản, nó khiến cho mọi người có thể thực sự hiểu về cái khái niệm này rõ hơn được không ạ? Theo cái quan điểm của mình đó là chuyển đổi số thì mình quy lại thành ba cái, cái 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 chính thôi. Thứ nhất đó, chuyển đổi số chính là việc là áp dụng cái công nghệ để giải quyết những cái bài toán của doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa rằng là nó phải tạo ra được một cái giá trị, nó đem lại một cái giá trị đó mới cho doanh nghiệp, giá trị đó nó có thể là, là giá trị về tăng trưởng, có thể là tăng cái trải nghiệm khách hàng, có thể là, là tăng hiệu quả làm việc, nó có thể rằng là, là rút ngắn cái thời gian để đưa sản phẩm ra ngoài thị trường, đó là những cái giá trị mình mình đem lại và phải đo lường được nó. Cái thứ ba nữa đó là bất kỳ một cái sự chuyển đổi nào đó nó đòi hỏi rằng là sự thay đổi trong cái cách làm việc, trong cái quy trình, đúng không? và trong cái cái thức mình vận hành thì làm sao mình quản lý được cái sự thay đổi đó theo một cái chiều hướng tích cực để nó đem lại cái hiệu quả tối ưu nhất cho cái việc uh, chuyển đổi số. Ừ. Anh Vũ có nhắc tới uh, ba cái yếu tố chính cái keyword mà Mai Trang có nốt lại nó rất là rõ ràng đấy là nó phải có yếu tố công nghệ, nó phải mang lại giá trị cụ thể và nó phải có những cái thay đổi tích cực cho doanh nghiệp đó. Nhưng mà rất nhiều các thứ ở trong đặc biệt là marketing này, commerce này uh, làm sao mà biết được là cái chỗ nào là cái chỗ mà chúng ta cần phải bắt đầu chuyển đổi số đây khi mà chúng ta thấy rằng là tôi muốn có giá trị tôi muốn có thay đổi tích cực và tất nhiên là tôi cũng muốn có công nghệ rồi nhưng mà tôi nên bắt đầu uh, từ chỗ nào? Okay. Vấn đề ở đâu? Cái câu hỏi này rất là hay ừ. đúng không? Thì Đầu tiên á là mình coi coi rằng là doanh nghiệp của mình những cái phương thức nào mình đang làm hiện giờ mà nó nó không nó không còn hiệu quả nó không giải quyết được cái bài toán hiện giờ nữa. Đúng không? với và cái đó cũng là một trong những cái gọi là mình hay gọi là nỗi đau của doanh nghiệp. Mình phải xác định được rất rõ cái thách thức hoặc là cái nỗi đau của doanh nghiệp mình đang gặp phải. Rồi từ đó mình coi coi là nó nằm trong mức độ ưu tiên nào của doanh nghiệp. Để chi? Để khi mà mình xác định nó là mức độ ưu tiên càng cao thì mình có một cái động lực càng lớn để mình nối kết những bộ phận liên quan để hỗ trợ mình trong vấn đề chuyển đổi sau này thì với cái việc đó đó khi mình đã xác định được rồi đó, thì mình mới coi được coi rằng là a à, vậy thì chuyển đổi số sẽ giúp được gì trong bài, bài toán này và nó đem lại được cái giá trị gì cho cho doanh nghiệp của mình thì đó là cái mà mình nói rằng là nếu mình bắt đầu từ đâu thì nên bắt đầu từ cái nỗi đau thực sự của doanh nghiệp cái thách thức hiện giờ của doanh nghiệp đang là cái gì ừ. Rồi sau đó mình mới nói rằng là mình có thực sự bài toán này có thể giải quyết được thông qua cái việc cách làm thông thường hay rằng là mình qua một cách làm phi truyền thống. Thì lúc đó mình mới thấy được rằng là à vậy áp dụng công nghệ vào đây để chuyển đổi. Thế thì thông thường là các doanh nghiệp mà như là theo kinh nghiệm của chị Giang và anh Vũ là họ hay đau chỗ nào nhất? Chị nghĩ là đối với mảng marketing và commerce thì cái đau đầu tiên là visit không có tăng trưởng. Cái đau mà dễ nhìn nhất bao trùm nhất đến tất cả các doanh nghiệp nỗi đau thứ hai nữa là khách hàng của tôi bỏ tôi đi mà tôi không chăm sóc được họ khách hàng của tôi bỏ tôi đi rất nhiều tôi chẳng biết họ là ai cả và tôi cũng chẳng chăm sóc được họ tôi còn không định hình được họ là ai nữa hỏi ai là ai là khách hàng của anh chị bữa giờ bán hoài anh cũng cha sù là ai và có biết thì có khi cũng không phải là chính xác và thứ hai nữa là họ cứ bỏ đi hoài mà không có cách thức gì để níu kéo, không cách biết họ là ai, không chăm sóc được họ. Không? Và một cái điểm nữa là để mà tiếp tục tăng trưởng tiếp thì đi kiếm ai đây? Tăng trưởng cái gì? Làm cái gì để mà tăng trưởng? Thì tất cả những cái nguồn tăng trưởng mới của anh chị là cái gì? Định hướng tiếp tục phát triển trong tương lai là gì thì đại loại đấy là một số những cái gọi là nỗi đau kinh điển. Mình mình chia sẻ thêm về cái cái nỗi đau đó về nỗi đau về về business. Ừ. Đúng không? Về kinh doanh, về hoạt động. Ừ sau đó rồi hầu hết các doanh nghiệp cũng đều biết rằng là à chúng ta cần phải chuyển đổi số ừ. thì họ lại không biết là bắt đầu từ đâu là một ừ. cái cái thứ hai nữa là nhiều khi á là họ nhảy vô theo cái hướng là phong trào ừ. thì khi nhảy vào á chúng ta lại không nhìn ra được rằng là đây là số hóa hay là chuyển đổi số và chúng ta nhảy vào thì thường rất nhiều trường hợp chúng ta nhảy vào là số hóa một số cái công đoạn nào đó. Ừ. Và khi số hóa một số cái công đoạn nào đó thì nó lại không có giúp đem lại giá trị lớn. Lại bắt đầu cảm thấy rằng là à đầu tư vào chuyển đổi số như vậy có hiệu quả không? Tại vì tôi không nhìn thấy được cái giá trị đem lại nó là cái gì. Rồi thêm nữa rằng là họ có một cái lo lắng là nhân viên của tôi hoặc là đội ngũ của tôi có khả năng làm cái này không? Đúng không? đó là cũng một cái một cái một cái lo lắng khác. nên do vậy đó là nỗi đau về uh, của doanh nghiệp gặp phải về việc tăng trưởng về về kinh doanh là một cái cái thứ hai nữa là nỗi đau về liên quan đến việc uh, chuyển đổi số. đó là hai cái nỗi đau mà một trong những cái hai cái nỗi đau mà thường gặp nhiều nhất mà cái doanh nghiệp phải đặt câu hỏi cho bản thân họ. vì anh nhắc tới nên em cũng muốn được hỏi anh kỹ hơn. là vậy thì anh phân biệt ra sao giữa chuyển đổi số và số hóa nó có sự khác biệt như thế nào rõ rệt ạ số hóa nó rằng là, là nó bản chất của cái quy trình làm việc hiện giờ nó không đổi mà mình số hóa nó thôi ừ à. mình giữ nguyên cái quy trình cái phương pháp mà mình chỉ dùng nó một cách digital way thôi nó, nó đem lại cái hiệu quả không có nhiều ví dụ như chẳng hạn như là, là mình nhìn trong doanh nghiệp của mình có một số cái công việc mà nó lặp đi lặp lại mang tính lặp đi lặp lại mang tính lặp đi lặp lại thì câu hỏi đặt ra có cách nào mình số hóa nó không để nó tự động nó giải quyết cái bài toán đó cho mình được hay không đúng không thì nó gọi là số hóa chuyển đổi số bản chất nó là thay đổi cái cách làm cái quy trình cái phương thức để nó đem lại một cái giá trị mới hoặc là một cái trải nghiệm mới hoặc là một cái tăng trưởng mới và nó đòi hỏi cái sự quản lý của một cái sự thay đổi còn số hóa thì nó không cần đến mức độ như vậy và cái giá trị đem lại của nó cũng giới hạn hơn và một một cái điểm này nữa mà mình cũng nói là lúc nãy trong cái định nghĩa của mình mình nói là chuyển đổi số là một cái sự chuyển đổi đó là từ cái từ nó có cái từ chuyển đổi cho một cái để tạo ra những cái giá trị và tạo ra một cái sự chuyển đổi nó tích cực hơn vậy thì và và anh nói là để chuyển đổi thì nó phải có là một cái quá trình quản lý cái sự chuyển đổi đó để tạo ra sự tăng trưởng và và phát triển nhưng mà nói nghe thế là thấy là thấy phức tạp rồi đấy nha đầu tiên là phải hiểu được là chuyển đổi là khác với lại số hóa số hóa phải hiểu được là chuyển đổi phải tạo ra giá trị tốt đẹp hơn phải chuyển đổi một cách tích cực hơn lại phải quản lý cái sự chuyển đổi này nghe xong là đã thấy rằng là how to go báo ấy làm nào bắt đầu từ đâu vậy là đầu tư đến ngày nào thì xong đúng không tốn bao nhiêu tiền tốn bao nhiêu tiền và nếu như mà nhìn thấy cái lộ trình như vậy thôi Thì tôi đã thấy rằng là khả năng quản lý của tôi chắc khó rồi này Khả năng tôi guarantee về việc nó có tạo ra giá trị tích cực hay không cũng không chắc nè Khả năng của tôi tôi có thực sự chuyển đổi được không Bây giờ cái tổ chức của tôi nó đang như thế này Cái công ty tôi đang này, hệ thống bán hàng của tôi đang như thế này Hệ thống thương hiệu của tôi như thế này Thực sự nó có chuyển đổi được cái gì không tôi cũng không chắc luôn Vậy thì tôi làm làm sao Tôi bắt đầu từ cái điểm nào tư duy như thế nào đầu tiên mà mình mình hay chia sẻ trong uh, trong đội ngũ hoặc là trong những cái key stakeholder của mình đó, một trong những cái thách thức lớn nhất đó là làm sao để ghi nhận được giá trị của việc chuyển đổi ừ. và bài toán đó là bài toán khó nhất và khi mà không ghi nhận được cái giá trị đem lại của sự chuyển đổi số đó, thì cái cơ hội mà thành công của chuyển đổi số rất thấp nên dẫn đến rằng là mình có thể đi nửa đường hoặc là dẫn đến rằng là cái gì là cái sự nối kết của nhân viên đồng lòng của nhân viên và sự hỗ trợ của ban lãnh đạo đối với sự chuyển đổi nó bị giảm dần vậy thì cái cái câu hỏi đặt ra là ô oh, vậy thì làm sao mà chúng ta có thể ghi nhận được cái giá trị đem lại của chuyển đổi số? Chính xác ạ. Đúng không? cực kỳ thách thức nó, nó rất là rất, rất thách, rất thách thức nhưng mà mình phân nó làm làm hai loại một cách nó rất là đơn giản mà nó cho mọi người nhìn nó dễ hiểu dĩ nhiên và tùy vào tình huống khác nhau thì nó sẽ khác nhau ừ. đúng không ừ. nhưng mà nó phân làm hai loại thứ nhất đó là nó tạo ra giá trị trực tiếp và ừ. cái thứ hai nữa nó tạo ra được giá trị gián tiếp ừ. đúng không giá trị trực tiếp là giá trị mà mình có thể ghi nhận được là bằng tăng trưởng ừ. bao nhiêu tăng trưởng được bao nhiêu doanh số mới đúng không hoặc là bao nhiêu khách hàng mới đúng không hoặc là bao nhiêu cái uh, đơn hàng thì tăng lên bao nhiêu đơn hàng nó tăng lên bao nhiêu đúng không hoặc là giá trị của từng đơn hàng bao nhiêu là ghi nhận được đó là trực tiếp mình ghi nhận được dạng thứ hai nó nó gọi là là giá trị gián tiếp nó giống như là mình không có lấy được cái giá trị thực tế là bao nhiêu nhưng mà mình sẽ quantify được giá trị gián tiếp nó là như thế nào ví dụ nhân viên làm việc tối ưu hơn đúng không hiệu quả hơn thay vì cái quy trình đó nó tốn chừng này thời gian bây giờ nó tốn ít hơn đúng không thì mình ở trong trường hợp đó mình chỉ ghi nhận được cái thời gian tiết kiệm của nhân viên nhưng mà mình nói chứ vậy thì mình có cắt đi một giờ của nhân viên đó làm gì không không mà mình nói là nhân viên thay vì được tiết kiệm cái thời gian đó thì dùng cái thời gian đó để tối ưu hóa cái công việc nào đó khác nhưng cái đó mình không ghi nhận được giá trị trực tiếp mà mình ghi nhận được cái giá trị gián tiếp là thời gian tiết kiệm được mà mình không đủ để mình có thể là cắt giảm đi nhân sự đúng không thì cái đó cái thứ hai nữa là những cái tạo ra được những cái môi trường làm việc nó minh bạch hơn nó rõ ràng hơn để ra mình ra được cái quyết định nó nhanh hơn hỏi hỏi vậy thì lượng hóa nó như thế nào đúng không? Nó là nó là giá trị gián tiếp, đúng không? Dẫn cho cho ban lãnh đạo công ty hoặc là cho những người mà ra quyết định có thể ra quyết định tốt hơn, chính xác hơn hoặc là hiệu quả hơn, thì đó ừ, là những cái gì chứng minh giá... được. ờ à, thì cái đó là giá trị gián tiếp. Nếu như với các doanh nghiệp mà họ đã thực hiện chuyển đổi số và có ghi nhận như vậy thì nó được quy ra những ví dụ cụ thể như thế nào trong quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp? Mọi người phải có những cái dũng cảm trong cái việc bóc tách các cái metrics của business nhìn thẳng vào sự thật đừng có nghĩ rằng là ok doanh nghiệp lớn là có quyền không hiệu quả đúng không Ở câu chuyện của chị Giang thì em cũng tò mò là với kinh nghiệm của chị, chị nhìn thấy nếu như với các doanh nghiệp mà họ đã thực hiện chuyển đổi số và có ghi nhận như vậy thì nó được quy ra những ví dụ cụ thể như thế nào trong quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp? Đối với các doanh nghiệp mà đã có tham gia vào chuyển đổi số rất ít doanh nghiệp có khả năng ghi nhận được giá trị theo cái cách mà anh vũ đang chia sẻ ở đây đấy là một cái thách thức lúc này ngày từ đầu mình nói đấy là một cái thách thức lớn nhất nếu như mọi người có một cái phương pháp để ghi nhận được cái giá trị này một cách mạch lạc như anh vũ nói trực tiếp và không trực tiếp không trực tiếp thì là cái gì và không trực tiếp phải chuyển đổi thành giá trị của trực tiếp là cái gì đúng không thấy đối với doanh nghiệp business thì trực tiếp đơn giản là ra thành tiền thành tật độ tăng trưởng của doanh số tăng trưởng của thị phần tăng trưởng của doanh số tăng trưởng của giá trị và cuối cùng là tăng trưởng của giá trị thương hiệu nếu như mọi người có thể mạch lạc được làm như thế thì cái câu chuyện của việc chuyển đổi số nó đã nhẹ nhàng hơn rất là nhiều tại người ta biết người ta đầu tư vào đó người ta được cái gì thì cái câu chuyện thật sự là cái câu chuyện mà nó thách thức và để mà đặc biệt là đối với những cái doanh nghiệp mà họ đã có một cái hệ thống đo lường business metric rất là mạch lạc thì cái khả năng mà chuyển đổi và ghi nhận được cái chuyện này nó có thể dễ hơn chứ không phải là dễ dễ hơn nhưng đối với những cái business ở cái middle size cái, cái bản thân cái business metric của họ cũng còn chưa rõ ràng là tôi đo lường doanh nghiệp của tôi bằng cái gì thì cái việc mà ghi nhận được cái, những cái giá trị như thế này là rất là căng đó nó rất là khó em đang muốn dừng lại ở đó là thấy khó thì anh vũ có thể chia sẻ có cái cách nào mình ghi nhận được không thực, Từ thực kinh sự ra à, thực sự ra là chia sẻ của giang uh, là khá là sát với thực tế của doanh nghiệp thông thường thì họ nói nhiều về khi mà chúng ta nói đừng nói đến doanh nghiệp khác nói cả bản thân khi mà doanh nghiệp mình làm ban đầu cũng vậy là mình nói nhiều về những cái gọi là uh, giá trị gián tiếp không ừ. à, nhân viên hài lòng hơn khách hàng hài lòng hơn đúng không là hoặc là thông tin được rõ ràng hơn tất cả những cái đó là lúc đầu doanh nghiệp nào làm mình cũng chỉ nhìn được cái khía cạnh đó thôi đó. nhưng cái thứ hai á, nó nó là cái quan trọng đó là trực tiếp là mình phải lượng hóa được á. mình nghĩ đơn giản vậy nè thứ nhất là phải có một cái commercial mindset là mình phải nhìn đâu mình cũng có thấy được tiền và mình quy được nó quy thóc được nó mình gọi từ rất là bình dạng là mình phải quy ra thóc quy ra thóc <laughs> quy ra thóc mới được đúng không ví dụ như chẳng hạn như mình nói rằng là a à, chuyển đổi số này sẽ giúp cho tôi nâng được cái productivity nâng được cái năng suất làm việc hoặc là năng suất của một cái máy móc nào đó thì nó nâng được năng suất từ bao nhiêu lên bao nhiêu đúng, đúng. đúng không và mình với năng suất tăng lên từ bao nhiêu lên bao nhiêu á thì mình sẽ biết được rằng là mình sẽ chuyển nó thành giá trị được. Ví dụ như công suất một cái máy hiện nay không có chuyển đổi số, nó chỉ vận hành được 80% cái cái năng lực của cái máy đó thôi, năng lực thiết kế của cái máy đó thôi. Nhưng với cái việc áp dụng công nghệ vào và chuyển đổi nó thì mình sẽ nâng lên từ 80 lên 90 chẳng hạn. Thì cái 10% hoạt động của cái công suất của máy được tăng lên như vậy thì nó sẽ sản xuất ra được bao nhiêu thì cái hiệu quả sản xuất tăng thêm vậy với cùng một cái thời gian như vậy thì nó tiết kiệm được cái gì lượng hóa được liền sẽ cách mình lượng hóa được liền nhưng cái 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 thách thức gặp phải nhiều nhất đó, là khi nói về đó tôi sợ tôi bị mất lính tôi sợ tôi không có việc cái 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 đó là một trong những cái rào cản dẫn đến rằng là mình không ghi nhận được cái giá trị nếu tôi chuyển đổi qua cái này thì tiết kiệm được cái công việc này cái cái bản chất của cái này nó không còn nữa hoặc là tôi sẽ tiết kiệm được bao nhiêu uh, con người là mình phải cô nó ra rồi còn con người đó được tái bố trí đi đâu hoặc là giờ đó tái bố trí đi làm cái gì đó thì ở phía sau cái giai đoạn mà gọi là quản lý sự thay đổi sẽ giải quyết cái bài toán đó cái ý này anh vũ nói có một cái ý rất là quan trọng này tức là khi mà mình muốn capture chờ những cái những cái giá trị thì mình phải biết bóc tách Đầu tiên mình phải bóc tách các cái chuyện đó ra để mình đừng để lẫn lộn. Ví dụ tôi làm một cái chuyện gì đó nó sẽ giúp cho cái việc là đầu tiên tăng được tình yêu với thương hiệu đúng không? Brand love. Tiết kiệm được và cái nhờ cái chuyện đổi số của tôi tôi có thể tiết kiệm được cái câu chuyện là media, tiêu tiền media. Nhưng mà không sao tại vì nếu mà tôi có cộng hai cái này vào với nhau thì thực ra là ngân sách của tôi vẫn chẳng thay đổi gì cả tại vì hoặc là tôi tiêu nhiều tiền trên việc xây dựng thương hiệu, tình yêu với thương hiệu hoặc là tôi tiêu như tiêu nhiều tiền trên media thôi nhưng tổng toàn bộ cái chi phí này của tôi là không đổi nhưng mà khi tôi ứng dụng chuyển đổi số thì mình nguyên tắc là nó sẽ hiệu quả hơn trong media và nó sẽ, sẽ tiết kiệm cái tiền tiền media thế thì marketing sẽ tự hỏi là nếu mà tiết kiệm như thế thì bắt chít của em sẽ bị giảm xuống à em sẽ bị đau xuống à thế thôi em chuyển đổi làm gì em đâu cần chuyển đổi em đang làm cái câu chuyện rất là hay ho em vừa xây dựng thương hiệu em vừa xây dựng media em em thấy em cũng làm hiệu quả rồi em đâu có cần tiết kiệm media làm gì nhưng nếu như mình nhìn cái chuyện đó bóc tách riêng ra thì mình thấy rằng là nếu như cái chuyện em tiết kiệm được tiền từ tiền media em có thể chuyển đổi cái tiền đó vào những giá trị khác trong việc xây dựng thương hiệu, đúng không? Ví dụ như em sẽ tăng được thêm những cái uh, offer mà meaningful hơn có ý nghĩa hơn cho consumer, tăng được cái uh, power của brand lên nhờ brand love và những chương trình brand love hay là tăng được những cái uh, trải nghiệm của khách hàng bởi vì em đã làm em đã chuyển tiền media sẽ em làm những cái chuyện khác nó hiệu quả hơn thì có khi total package của việc spending nó cũng chẳng thay đổi gì cả, nhưng nó làm cho cái việc mà sử dụng của mình nó hiệu quả hơn đừng có sợ rằng là chuyển xong thì mình bị cắt à, bắt chít chuyển xong xong mình sẽ chuyển cái bản chất của công việc để giải quyết được cái vấn đề mà anh cũng nói là chuyển sang những cái việc làm mà tạo ra giá trị cao hơn tích cực hơn dài hạn hơn ví dụ nếu brand lớp của mình được improve và stronger thì chắc chắn là consumer họ sẽ ở với mình nhiều hơn mình sẽ dùng luôn là preference choice của consumer đúng không trong khi đó media của mình có thể được optimize à, không có nghĩa là nó bị cắt đó thì ý là là mọi người phải có những cái dũng cảm trong cái việc bóc tách các cái metric của business nhìn thẳng vào sự thật chỗ nào là có thể làm tốt hơn có chỗ nào có thể cần tăng trưởng để cuối cùng là cái tổng giá trị của toàn bộ cái việc mà mình đang làm nó được tăng trưởng anh, anh chia sẻ thêm một cái một cái tình huống mà rất là sát thực tế khi mà gặp phải như vậy, sau khi anh làm với lại uh, media đúng không khi mình uh, áp dụng cái chuyển đổi số vào trong uh, marketing và trong một cái use case cụ thể là media thì một trong những cái uh, KPI của marketing hoặc là media team đó là, là uh, brand power Thế thì khi mình áp dụng vô á thì mọi người sẽ nói là à ah, ok với cái này vô tụi em sẽ tăng brand power của tụi em ừ. thay vì tụi em đạt được uh, một số ít nào đó thì em đạt được một số ít cộng ừ. 2, 3, 4, 5 gì đó Đúng không? Anh nói chứ Ok Good Nhưng mà không đủ Bởi vì lúc đó không có capture được value How mà mình capture value How mà capture value Đúng không? Nên do vậy mình mới đặt câu hỏi ngược lại Nếu em muốn đạt được brand power ở X Với cái cách chuyển đổi này Thì tiền của em sẽ được bao nhiêu ừ. Thì mọi người thường sẽ rơi vô tình trạng là À ah, ok với chuyển độ này thay vì em đạt được x em đạt được y lớn hơn x nên do vậy không nhìn thấy được mà nhìn thấy được có là brand power nó tăng mà brand power nó tăng thì nó có rất nhiều yếu tố và rất khó để có thể lượng hóa lượng hóa nó thành là doanh số tăng bao nhiêu danh số bao nhiêu đúng không nên do vậy mình nói không bây giờ mình phải mình phải thay đổi cái cách nhìn bây giờ cái brand power của em vẫn target là trường này với số tiền này em sẽ invest để tạo ra brand power trường này Bây giờ anh áp dụng toàn bộ cái công nghệ chuyển đổi số này vô trong cái lĩnh vực này thì với cái việc brand power giữ y nguyên vậy cái chi phí này tụi em sẽ giảm xuống. Đúng không? Bài toán này nó sẽ pin down cái chi phí này xuống. Rồi cái chi phí này nó tạo cái 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 tối ưu hóa được cái chi phí này nè nó ra được một cục để riêng ra và ghi nhận cái đó là value. Sau đó khi ghi nhận đó là value rồi tùy vào chiến lược chung của công ty tùy vào chiến lược của phòng ban quyết định rằng là à tôi Quyết định đầu tư cái này để nâng đâu? tiếp brand ừ. power lên. Ừ. Ok. Đầu tư vô nâng brand power. Đúng không? Hoặc là cái gì? À không, tôi quyết định đầu tư vào cái chỗ khác. Và qua những gì mà anh Vũ chia sẻ thì em thấy rằng là thật ra cách làm nó sẽ có rất nhiều cách và nó không khó. Nhưng mà có rất nhiều chủ doanh nghiệp thì vẫn còn đang e ngại và cái nỗi đau có khi nó nằm không phải ở chuyện tôi không biết làm như thế nào. Mà nó nằm ở nhiều chuyện khác nữa. Đó. À, nhưng quay trở lại câu chuyện là Doanh nghiệp thì cũng sẽ có những giới hạn về nguồn lực khác nhau và họ sẽ phải nhìn vào từng bộ phận phòng ban cái việc gì cần ưu tiên trước việc gì cần ưu tiên sau. Vậy thì chúng ta thử ví dụ như là với doanh nghiệp lớn họ đã có cái nguồn lực dồi dào thì thôi tạm bỏ qua nhưng nếu như mà với một cái mid-size company thì à doanh nghiệp ở quy mô vừa phải thì họ sẽ phải tối ưu cái nguồn lực của mình như thế nào để đầu tư và nhìn thấy hiệu quả. Ở đây thì mình nói là doanh, doanh nghiệp lớn hay là doanh nghiệp vừa nó đều hoặc là medium size này nó nó đều gặp thách thức như nhau hết đó. Chỉ có khác nhau ở chỗ rằng là, là doanh nghiệp lớn nó sẵn sàng họ quyết định họ có tiền họ đầu tư trước. Đúng không? Bởi vì cái chung của hai cái rằng là cuối cùng hiệu quả không đem lại là đều là cũng bị cắt hết, cắt hết như nhau. Nó <laughs> doanh đều giống nhau hết. Thì có đầu tư lớn đúng không? đừng, đừng có nghĩ rằng là ok doanh nghiệp lớn là có quyền không hiệu quả đâu có tất cả các doanh nghiệp tại vì thị trường phải cạnh tranh tất cả các doanh nghiệp cần phải làm sao để tối ưu và hiệu quả trong hoạt động của mình mà đúng không nên đừng đừng có cái suy nghĩ rằng là dài doanh nghiệp lớn họ có tiền họ có thể làm được còn tôi không có tiền hoặc tiền tôi ít hơn tôi không làm được đó, bản phải. chất nguyên tắc là như nhau bản chất nó vẫn là như nhau do cái cách mình nhìn thôi đúng không mình cứ nhìn uh, mà mọi người lại không bước vô trong doanh nghiệp lớn đi rồi thấy những cái khó khăn của doanh nghiệp lớn <laughs> Rồi mọi người đứng ở trong doanh nghiệp nhỏ thì comment anh như doanh nghiệp lớn, còn những anh như doanh nghiệp lớn thì ngồi ước ừ gì cười, ước gì tôi ước gì? giống như anh kia tôi tại được linh hoạt như doanh nghiệp nhỏ chính xác đúng không? Cứ đứng ở bên đây thì nhìn bên kia, bên kia thì nhìn bên đây lớn thì lại cái 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 vận hành của mình nó lại chậm chạp hơn, nó không nhanh như anh kia, lại thích cái tốc độ của anh kia đúng không? Còn cái anh mà thích anh mà có tốc độ thì thích cái scale của anh kia, thích cái scale của anh lớn và cả hai nó đều có mặt không lợi thế của nó hết quan trọng ở đây á, là tôi có nhìn ra được cái ưu tiên của việc chuyển đổi giải quyết cái bài toán gì mà bài toán đó có phải là bài toán ưu tiên của doanh nghiệp hay không ừ. nếu bài toán nó không phải là bài toán ưu tiên của doanh nghiệp thì đừng có giải quyết nó đúng không đừng có chuyển đổi nó làm chi nếu nó đúng là bài toán ưu tiên của doanh nghiệp thì câu hỏi tiếp theo nữa vậy mình làm bằng cách thức hiện giờ và tại vì ai cũng thông minh mà với cách thức hiện giờ mà chúng ta tối ưu này nọ kia chúng ta có thể đạt được đó chưa nếu đạt được rồi thì vẫn cứ đi theo đó không vấn đề gì cả còn nếu mà bài toán mà truyền thống hiện giờ mà giải quyết không nổi thì hãy nghĩ đến cái việc là chuyển đổi số tuy nhiên có một số cái trường hợp chuyển đổi số mà giá trị tạo ra được á nó không đủ mãn được cái đầu tư. thỏa mãn được cái đầu tư thì lúc đó mà chúng mà toàn bộ công ty cũng thấy rằng là chúng ta phải đi theo nó chúng ta phải đầu tư theo nó tại vì cái đầu tư đó đem lại hiệu quả nó rất là dài hạn ừ. thì toàn bộ ban lãnh đạo của công ty phải đem ra mổ sẻ và quyết định ở cái tầm Sea level tầm lãnh đạo quyết định đẹp và đây là một cái sự đồng thuận và đây là một cái chiến lược đầu tư lâu dài cái giá trị đem lại nó chưa đủ để có thể thỏa mãn cho cái việc chi phí đầu tư nhưng bởi vì đây là một cái lợi thế cạnh tranh lâu dài và bền vững hơn nên chúng ta quyết định thì cái đó là cái mà chúng ta cần phải làm nhưng em cũng có một cái chỗ này em muốn anh có thể chia sẻ thêm quan điểm là tất cả các doanh nghiệp thì vì chúng ta đều làm ở đây để làm business đúng không? Và mọi người đều được khích lệ khi bắt đầu nhìn thấy cái sự tăng trưởng và cái sự thay đổi. Competitive advantage long 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 term hay là bền vững cũng phải được lượng hóa thành rằng là nó nghĩa là cái gì và tạo ra cái giá trị gì, nó cũng phải được ghi nhận đúng không? Và cuối cùng cái pain point lớn nhất của tất cả các doanh nghiệp đều là cuối cùng là tôi tiếp tục tăng trưởng và phát triển doanh số doanh business của tôi như thế nào đó. thế thì bây giờ nhìn ở cái angle của cái việc là chuyển đổi số và để mà mình thấy là con đường chuyển đổi số thì mình thấy là đúng là nó nãy giờ mình nói là mình thấy nó cũng nhiều những cái phức tạp và nhiều tùy thuộc vào business thì nó sẽ có thể có cấp chờ được ghi nhận được từ ngày đầu tiên nhưng cũng có thể có những doanh nghiệp phải đến không biết bao lâu mới ghi nhận được có thể tạm gọi là dài hạn thế thì bây giờ cái lời khuyên của anh bằng cái là những cái khu vực nào có thể được ghi được có thể được ghi nhận cái sự tăng trưởng cái sự uh, tăng trưởng về cả giá trị trực tiếp và gián tiếp mà mình nên nhìn vô trong khi mình đầu tư vào cái bài toán của chuyển đổi số. À, đối với câu hỏi đó, đó thì thứ nhất đó là chuyển đổi số mà mình không thể ghi nhận được nó trong vòng 1 năm hoặc là tối đa lắm là 2 năm thì mình cũng nên coi lại. Ừ. với cái tốc độ phát triển của công nghệ vũ bão như hiện nay, một năm 2 năm là out of date. <laughs> là nó đã dài thay đổi rồi. cái công nghệ khác rồi, đúng không? nên ở đây á đối với chuyển đổi số mà nói đến dài hạn cái từ dài hạn của mình á là nên nó so với lại truyền thống á thì mình nói là à, dài hẹn là dài hạn là ba năm năm năm, đối với chuyển đổi số dài hạn là một đến ba năm là đã dài rồi, nó dài rồi tại vì công nghệ nó thay đổi liên hồi, nó rất nhanh nên mình nói chứ à ok để tôi đầu tư cái này thì cái giá trị sẽ được ghi nhận ở cái năm thứ ba thứ tư gì đó thì mình nên nên coi lại <laughs> coi lại cái đó tại vì đến lúc đó không chừng chưa kịp ghi nhận được giá trị đó thì công nghệ mới nó công đã nghệ mới ra rồi, ra rồi. <laughs> đúng không thì đó là đó là cái mà mà mình nên mình nên mình nên suy nghĩ và mình nên xem xét nó rất là kỹ dạ. cái thứ hai là liên quan đến cái lĩnh vực nào mà chúng ta nên À, tập trung để 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 đem lại cái giá trị nhiều nhất nó tùy vào sự phát triển của cái tình huống của doanh nghiệp trong thời điểm đó doanh nghiệp trong thời điểm đó nói rằng là à chúng tôi tập trung vào tăng trưởng hay là chúng tôi tập trung vào tối ưu hóa chi phí vận hành đúng không nếu những doanh nghiệp mà tập trung vào tăng trưởng thì chuyển đổi số phải đem lại sự tăng trưởng đúng không rồi chúng ta lại mổ xẻ sâu hơn nữa rồi tăng trưởng là nó tới từ đâu? Từ đâu? Yeah. Đúng không? Nó tới từ những cái những cái cái lĩnh vực nào trong những cái cái mạng nào? Rồi, vậy chúng ta lại tiếp tục sâu vô trong đó nữa. Rồi rồi càng sâu á thì cái quyết định của chúng ta nó càng chính xác và nó càng tập trung. Chứ còn không á là chuyển đổi rất lan man. Thì nó mà lan man, nó không đem hiệu quả thì nó tạo thành nỗi đau của con người. <laughs> nó tạo thành nỗi đau của con người nên đi giải quyết nỗi đau bằng cách tạo ra nỗi đau khác <laughs> thì, thì không vui đúng không ạ đúng rồi mình mình thử khoanh vùng một chút cái chuyển đổi số của mình trong uh, câu chuyện về marketing và thương mại cái bản năng của khách hàng bây giờ là họ thay đổi trước đây mà họ nói consumer lifetime value chịu Chịu, rất khó, ước lượng không à, tính Excel nhân đúng lên đại rồi. thôi. đúng rồi, còn bây giờ là bây giờ là có, có được bây giờ là đo được, ừ. đúng không? Lúc nãy anh vũ có đề cập tới câu chuyện là chúng ta phải nhìn được ngay cái sự thay đổi đó. Ví dụ như khi mà đầu tư vào thì nó có tương xứng với cái khoản thu lại của chúng ta hay không? À, nhưng theo như thực trạng hiện tại là rất ít công ty họ có thể nhìn thấy cái sự thay đổi hoặc là capture được, đo lường được một cách cụ thể. Vậy từ kinh nghiệm của anh, anh có một cái con số benchmark nào đó hay không? Tức là nếu như mà chúng ta đầu tư trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 năm thì có thể ghi nhận được chuyển đổi số đóng góp vào bao nhiêu phần trăm đó, trong từng ngành nghề khác nhau, trong từng lĩnh vực khác nhau để cho các doanh nghiệp còn có nhìn thấy là tôi đang đi đúng hướng, tôi đang có cái sự chuyển đổi, thay đổi tốt, tích cực. Mình nói, mình nói một cái ví dụ, một trong những cái uh, viễn cảnh mà mình đặt ra là mình sẽ làm sao tạo ra giá trị từ data là 50 triệu euro. Mình nói rằng là 50 triệu euro ai cũng có thể nói được. Để gọi là động viên nhân viên hoặc là để mà đưa ra một cái gọi là viễn cảnh rất là hoành tráng để nhân viên chạy theo này nọ kia lung ai cũng ra được có thể đưa ra được kiểu dạng gì. nhưng cái quan trọng ở chỗ là là gì ai là người nhìn ra được 50 triệu này nó tạo ra từ những cái building block nào và từ những cái building block đó thời gian 6 tháng, 1 năm, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Cái cột mốc đó mình tạo ra được bao nhiêu? Và mình kép chưa nó? Nó trở thành một cái một cái hành trình để đi đến đó. Đúng không? Và nếu và mình phải có một cái tính kỷ luật là mình lại luôn luôn rà sát lại với cái hành trình đó. Thì trong 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 chuyển đổi số nó có một cái gọi là cách làm việc linh hoạt á. Ở cho. Ở chào ấy, đúng không? thì mình nó được cái đó là mình cần phải có cách nhìn linh hoạt và sáng tạo trong cái suốt cái quá trình đó. Mình apply cái uh, cách làm việc linh hoạt cho cái tổ chức cho cái đội ngũ của mình để mình thay đổi mình điều chỉnh phù hợp chứ không phải rằng là là chúng ta xây dựng ra roadmap và chúng ta cố định với cái đó. Cái cách mà nó gọi là cái hành trình đi đến đó là không đổi, nhưng cái 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 cách mà mình làm sao để mình đi đến đó là nó thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Mình mình thử khoanh vùng một chút cái chuyển đổi số của mình trong uh, câu chuyện về marketing và thương mại và em cũng muốn hiểu một chút thêm một vài những cái ví dụ mà anh đang nói trong cái câu chuyện là hành trình capture cái value, cái sự tăng trưởng, cái những cái giá trị về tăng trưởng trong cái mảng mà mà marketing và thương mại của mình uh, uh, anh cũng được biết đến là có rất nhiều những cái digital transform, những cái digital solution cho cái mảng mà thương mại và và marketing này. Vì vậy anh có thể cho mọi người cũng như là team và cũng có rất nhiều những câu hỏi là thực sự chuyển đổi số có thể giúp cái mảng marketing và thương mại nó tạo ra những nguồn tăng trưởng mới, nó tạo ra khách hàng mới, nó tạo ra cái grow mới cho thương hiệu như thế nào, cho marketing và commerce như thế nào. Nếu mà nói chuyển đổi số về trong marketing hoặc là trong thương mại thì mình có thể chia sẻ một số cái uh, lĩnh vực mà mình nên nhìn vào. Đúng không? Hồi xưa mà nói tiếp cận được khách hàng trực tiếp của mình rất khó, chỉ trừ một số cái gọi như là bán bất động sản hoặc là uh, hoặc là một số cái B2B này nọ kia thôi. Nhưng mà nếu nói về ngành hàng tiêu dùng nhanh để thiết lập một cái một cái direct connect một cách trực tiếp với cái người tiêu dùng của mình đó là không thể, đúng không? Ngày nay với công nghệ thì nó đã giải quyết được bài toán đó. Ừ. Mình có thể có một cái gọi là à, cá nhân hóa cái trải nghiệm cho đến từng khách hàng một. Đúng không? Mình có thể cá nhân hóa cái offer của mình cho từng khách hàng. Cho từng khách hàng mà trước đây không thể. Ừ. Đúng không? Vậy với cách làm đó, thì chúng ta nâng được cái cơ hội mà chúng ta tương tác được với khách hàng và, dựa trên cái tương tác đó chúng ta có thể thúc đẩy được cái việc bán hàng thêm đúng không tăng cái danh trưởng tăng và cái danh quan số hệ của mình. mình. với lại thương hiệu còn và nối kết được nhiều hơn thương. thì nó dẫn đến là cái kết quả mình sẽ đo lường sau đó là cái lifetime value của họ như thế nào Ở trước đây mà ngồi nói consumer lifetime value chịu chịu rất khó <laughs> ước lượng không à tính excel nhân lên đại thôi <laughs> đúng rồi còn bây giờ là bây giờ là có đo được bây giờ là đo được đúng không rồi đó là nói với consumer nói với tổng hơn nữa mình nói mình cũng nhìn thấy là một cái nó cũng rất là có nghĩa là mình bán với rất nhiều khách hàng của mình những retailer hoặc là customer chứ không phải là consumer trước đây mình cũng có rất nhiều cách mà mình đo lường nhưng mà cái cách đo lường của mình một cái hiệu quả của cái việc kinh doanh qua lại với nhau chỉ có là à, dựa trên những cái à, lịch sử mua bán này nọ kia nhưng mà mình có bao giờ mình có cái lăng kính là mình nhìn được tô tô cái lifetime value của những khách hàng đó của khách hàng của người tiêu dùng lúc đấy mình nói người tiêu dùng giờ mình nói lại của khách hàng thì công nghệ nó cũng sẽ giúp được cái việc mà mình sẽ thấy được cái lifetime value đó thông qua cái những cái việc là mình engage được với họ thông qua những cái behavior mình có thể track được và mình có thể là gì tác động để thay đổi hoặc là định hướng cái 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 hành vi của người mua hàng hoặc là hành vi của người tiêu dùng theo cái hướng mà giúp cho cái ngành hàng của mình tăng trưởng cái này cái này thì em rất là đồng ý với cái chỗ này luôn tại vì là đúng là ngày xưa marketing thì luôn nó nói rằng là việc của tôi là phải nói với customer với khách hàng right customer right message right time đúng không nhưng mà anh em mình cũng đã đi qua rất là nhiều giai đoạn phát triển khác nhau của marketing và thương mại rồi thì thấy rằng là không phải lúc nào cũng làm được ngày xưa khó lắm ngày xưa làm gì có rai right là ước lượng thôi đoán thôi nhưng bây giờ thực sự chuyện này đã làm được thực sự biết được chính xác khách hàng đó là ai đời sống của họ như thế nào hành vi mua hàng của họ như thế nào à, họ có những cái những cái hành vi gì và chúng ta có thể có cái cách mà tương tác quan hệ à, và điều hướng họ thậm chí là có thể có những cái ở những cái lúc mà phù hợp có thể giới thiệu cho họ những cái thứ mà thực sự là rất meaningful và rất là được họ yêu thích chứ không phải là hoàn toàn nó vì hiểu họ hơn hiểu hành vi của họ hơn cho mình có thể recommend được những thứ họ yêu thích và thực sự là nó tạo ra một cái tương tác còn nhiều khi nếu mình không biết họ mà mình bombast họ bằng những cái lúc mà họ không thích thì họ sẽ rất khó chịu và trong thực sự trong case mà mà, mà phía team của chuyển đổi số cho marketing và commerce của Purpose An đã làm thì uh, những cái tương tác mà có tính chất personalize và hiểu được customer như thế này thực sự có thể giúp tăng được cái doanh số của doanh nghiệp từ 1.5 đến 3.5 lần. Ừ. Một khách hàng có thể mua tăng lên hoặc một giá một đơn hàng có thể tăng từ 1.5 đến 3.5 lần. Lifetime value của khách hàng có thể tăng lên đáng kể thậm chí là hai lần ví dụ ngày xưa chỉ mua một hai đơn hàng rồi dừng bây giờ có thể tiếp tục tương tác để họ có thể mua đến bốn năm sáu bảy đơn hàng và nếu như mình tiếp tục đào sâu hiểu họ một cách rất là rất là thấu đáo thấu hiểu họ một cách thấu đáo dùng cái dữ liệu dùng cái 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 thông tin mà mình có được trong cái việc mà giúp nhờ chuyển đổi số trong marketing hiểu được họ một cách sâu sắc theo họ liên tục được thì cái chuyện này nó sẽ giúp mình thực sự chăm sóc họ rất là tốt và cái like value như anh vũ nói nó còn dài hơn rất là nhiều nhưng mà đừng có kỳ vọng là đo một cái là tôi thấy ra một cái toàn bộ cái sự thay đổi gì to tát, có thể nó sẽ là những cái chuyện rất là nhỏ. Một những cái chuyện rất là những cái tín hiệu rất là nhỏ, nhưng rất nhiều tín hiệu nhỏ góp lại sẽ cho mình một cái in ra lớn hơn, một cái nguồn tăng trưởng lớn hơn. Nó sẽ không thể có những cái nguồn tăng trưởng rầm rộ chẳng hạn như là 30% ảnh hưởng được 30% của thị trường nhưng nó sẽ tạo ra những cái xu hướng mới hiểu được những cái nhu cầu mới xu hướng mới có thể rất micro nhưng mà những cái micro này có thể sẽ là những cái nguồn tăng trưởng mới rất hấp dẫn rất mới lạ đi từ những cái insight, micro insight của consumer trong cái chuyển đổi số của ngành marketing và ngành ngành thương mại. Nhân chỗ chị Giang nói ở đây thì em cũng có nhớ tới câu chuyện là uh, khi mà các uh, marketers của chúng ta đo lường những con số thì có những cái tỷ lệ chuyển đổi. Có thể trong từng ngành hàng khác nhau một người từ cái traffic mà để cho họ trở thành khách hàng của mình tỷ lệ nó rất là thấp đấy là giá trị khi mà mình tăng lên được có chuyển đổi số rồi. Nhưng với cái tỷ lệ còn lại thì sao ạ? Những người mà có thể còn chưa trở thành khách hàng của chúng ta thì hiện tại bây giờ chuyển đổi số nó cũng có thể giúp cho chúng chúng ta track được cái hành vi của họ và dần dần biến họ thành khách hàng của mình có đúng không ạ? Chị Giang có cái câu chuyện này ở đây hay là anh Vũ có không ạ? Anh thấy cái này mạnh không? Nhìn về mặt à, uh, à, uh, chuyển đổi số trong thời đại của marketing đó, ừ. nó có thể với cái công nghệ nó sẽ giúp cho mình được cái gì tốt hơn so với cái truyền thống trước đây hoặc cách trước đây là mình có thể capture được cái moment mà họ sử dụng sản phẩm của mình. Một số ngành hàng là cái moment họ sử dụng sản phẩm là mình capture được nếu mà mình có cái cơ hội mình capture được cái moment thì cái cơ hội mà mình tác động hoặc mình ảnh hưởng nó rất lớn đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa mình nói trước đây mình làm á, cái quảng cáo hoặc là những cái message nó rất nhiều cái channel khác nhau thì công nghệ hiện giờ nó có thể xác định được cái nào là cái refer channel của một cái cá nhân đó. Ví dụ như em thích là Instagram hơn hay là em thích TikTok hơn thì cái channel nào mà em refer hơn nó cũng kép chờ để nó try được cái targeted cái refer channel mà họ muốn nói. Đúng không? Và thêm nữa rằng là nhiều khi em cũng cảm thấy rằng là nói nhiều quá một cái đó em cảm thấy rất là bực. Đúng không? nhiều khi anh bật lên quảng cáo nó chạy hoài cứ cái quảng cáo này thậm chí anh đã mua rồi nó vẫn cứ bóp bóp quảng cáo đó thì nó khó được nó nó được phân tích cái cái tần suất như thế nào là phù hợp. Đừng có quá. Quá nó trở thành thành tự nhiên đang positive nó trở thành là uh, hiệu ứng ngược. Đúng không? Còn mà để mà uh, cho đối với khách hàng mới thì mình nói rất là nhiều cái tình huống khác nhau mà doanh nghiệp mình vẫn có thể làm được. Ví dụ như chẳng hạn như mình nói chứ à ok đối với khách hàng mới mình làm xem uh, link đúng không? Hay là mình làm event ủa vậy thì làm sao để mình kép cho những khách hàng này đấy? Mình có tận dụng được những cái thời khắc như vậy để mình kép cho không? Hay là mình vẫn chỉ làm xem link nhưng mà mình không biết là hiệu quả nó như thế nào mình không biết Vậy thì ngày nay nếu giả định rằng chúng ta làm xem link chúng ta có ghi nhận được cái thông tin của những khách hàng đó hay không, của những người tiêu dùng hoặc là những khách hàng tiềm năng đó không, hoặc là chúng ta làm một cái event, một cái event ca nhạc hoặc cái event uh, uh, cho một cái sản phẩm giới thiệu sản phẩm mà nó, chúng ta có ghi nhận được những cái dữ liệu của những khách hàng mà đó có quan tâm đến đó không? cái đó là cái rất là cơ bản nhưng rất nhiều doanh nghiệp và bản thân doanh nghiệp mình trước đây cũng vậy cũng không có ghi nhận làm là theo làm bởi vì marketing là chúng ta phải làm chúng ta phải phát xem link đúng không chúng ta phải có activation đối với những khách hàng mới để thu hút khách hàng mới nhưng chúng ta làm mà chúng ta chỉ dừng ở đó thôi bây giờ công nghệ chúng ta có thể thu thập được thì khi mà chúng ta thu thập được những cái thông tin thì cái thông tin đó bây giờ nó là những tài sản là dữ liệu người dùng trở thành tài sản. Rồi, sau khi chúng ta có được những cái thông tin đó thì chúng ta sẽ làm sao xử lý thông tin. Với cái lượng thông tin xử lý xong, chúng ta lại dùng công nghệ để chúng ta bắt đầu nối kết với họ. Đúng không? Để nối kết với họ. Khi chúng ta nối kết được với họ thì chúng ta có thể bắt đầu ảnh hưởng đến cái việc rằng là, là à giới thiệu sản phẩm, bán cái sản phẩm của mình ừ. hoặc là ảnh hưởng họ sử dụng cái sản phẩm của mình đó nên do vậy á là bắt bắt đầu từ đâu đối với những khách hàng mới đó rất nhiều cái mình làm bắt đầu ngay từ đó đó bắt đầu từ ngay cái công việc chúng ta đang làm hiện giờ mà dùng công nghệ vào là câu chuyện nó khác rồi ở đoạn này em nghĩ đây chính là cái cách mà digital transformation chuyển đổi số nó giúp cho mình mở rộng được new source of growth à, có những cái cách là mình tối ưu trên những thứ mình có mình làm tốt hơn đã là tốt rồi nhưng mà biết đâu đấy khi mà mình trong cái quá trình mình thu thập dữ liệu mình lọc dữ liệu và mình phát hiện ra ví dụ như anh nói những kênh mới mà từ trước đến nay mình chưa có tiếp cận tới những nguồn khách hàng mới về đặc điểm nhân khẩu học về từng đặc điểm khác nhau mà trước giờ tôi không hề biết nhưng mà vì mình có một cái phễu lọc qua data và mình thu thập được Thì mình lại tiếp tục có được cái cách thức Để mà mở rộng cái new source of growth Chị Giang có quan sát thấy cái điều này Ở trong quá trình chuyển đổi số Hoặc là đâu đó có thể nó chưa được rõ ràng Nhưng mà nó có cái tác động này Trong quá trình của mình đúng không ạ? Cái này chị, chị, chị rất là đồng ý với cái ý này luôn Ngày xưa ấy, mà khi mà mỗi một lần mà Phân tích source of growth ấy, thì, thì thường sẽ là đi từ nhu cầu Đúng không? Nhu cầu khách hàng có gì mới không Thì sẽ define được source of growth nhưng mà nhờ nhiều, nhiều, ngày hôm nay ấy, khi mà mình nhìn được cái uh, digital transform mà mình có thể capture như anh vũ anh vũ nói là mình đi hết cái hành trình của khách hàng mình đi rất nhiều channel mình capture được rất là nhiều moment thì cái source of growth này nó không chỉ đi từ cái việc là tự nhiên người ta phát sinh nhu cầu mới mà nó còn đi từ new channel tương tác với họ đi từ những new moment mình nói chuyện với họ đi từ những cái việc là à, những cái kênh mới mà họ mua hàng cho nên nó sẽ giúp mình mở rộng cái sort of grow của mình ra đồng thời là bởi vì như lúc chị chị mình cũng có chia sẻ là nó có thể capture được micro moment tương tác với khách hàng nó sẽ có thể even predict được một số những cái xu hướng mà khách hàng trước khi họ nói với mình ngày xưa ấy, theo cái cách cũ ấy, là mình phải đi phỏng vấn người tiêu dùng mình bảo chị ơi chị cần gì trước khi mình predict được cái trend còn bây giờ bằng việc là chờ được cái hành vi thực sự của họ Kết hợp với những cái xu hướng mà họ đang theo đuổi trong cuộc sống Mà mình cũng có thể follow họ và capture được họ Thì mình còn có thể giúp họ define được cái trend Và cái define cái trend đó là thể còn tạo ra được những new sort of Even trước khi họ bảo mình rằng là họ có cái nhu cầu Họ không biết làm sao họ biết được là họ có cái nhu cầu gì đâu Nhưng nếu như mình thật sự có một cái discipline về việc là chờ dữ liệu ở rất nhiều những cái những cái điểm chạm khác nhau và xử lý dữ liệu đó tương tác lại với consumer để hiểu được là họ có cái nhu cầu gì có thể tương tác lúc đầu nó chưa ra cái business gì đâu nha thì cái việc đó có thể thực sự nếu cái discipline nó đã được thực hiện và luôn luôn có cái tư duy về việc là tôi cáp chờ tôi làm cái đó để làm gì tôi làm cái đó để tôi tìm cái nguồn tăng trưởng mới để tôi ghi nhận được cái việc uh, uh, business của tôi sẽ sẽ tăng trưởng phát triển như thế nào bằng tiền thì lúc đấy mình sẽ có một cái tư duy là mình sẽ tìm ra xác định được những cái new source of growth như thế nào. Có những new source of nó lớn liền ngay, có những cái có thể nhỏ thôi nhưng lại về đích một cái good trend trong tương lai mà có thể tạo ra những rất nhiều người gợi ý cho việc phát triển, mở rộng business cho doanh nghiệp, mở rộng những nguồn tăng trưởng mới cho thương hiệu cũng như là doanh nghiệp. Và ngoài ra thì những cái chuyện như là À, trong cái quá trình mà cắt cho những moment đó mình có thể hiểu được những cái sentiment của khách hàng với thương hiệu của mình cũng là những cái mà để có thể quản lý được thương hiệu một cách hiệu quả hơn rất là nhiều những cái crisis những cái sentiment cần phải manage vân vân thì đó thì tôi totally đồng ý rằng là thật sự là nếu mà khai thác triệt để cái chuyện chuyển đổi số trong marketing và commerce nó giúp divide được những nguồn tăng trưởng mới thứ hai là có những cái cách đi đến go to market rất cũng rất là mới và cực kỳ hiệu quả như anh vũ nói rất là kết rất là right time, right moment, right message Tại vì mọi thứ đều phân tích được có biết có hay không là bây giờ biết được rồi cái mà mình nói lúc nãy đó là những cái test nhỏ nhỏ nó cũng đã có 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 thể giúp mình chứng minh được một vài những cái early win rằng là nó tạo ra những cái hiệu quả hơn về doanh số rồi có thể mình sẽ đặt ra những bài toán những cái point lớn hơn những cái bài toán dài hơn để từ từ có những cái lộ trình giải dần. Tại vì trong cái ngành hàng uh, cần zoom của mình thì cũng rất là nhiều điểm chạm nó bị gãy đứt. Không phải là nói chuyển đổi là chuyển đổi cái vèo và nó ra một cái hệ thống chuyển đổi được đâu. Nó phải đi từng bước một. Giống như vậy nên luôn luôn phải có những cái sự gọi là lộ trình theo từng cái 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 phù hợp với từng cái thương hiệu và từng cái bản chất của doanh nghiệp. Nói như vậy thì chúng ta sẽ thấy là chuyển đổi số nó sẽ không chỉ giúp giải quyết được một cái nỗi đau cụ thể của doanh nghiệp mà đôi khi nó còn giúp cho doanh nghiệp nhận ra rất nhiều thứ mới mẻ trong cái cách suy nghĩ cũ kỹ trước đây. Bây giờ với chuyển đổi số giúp cho mình mở được cái tầm mắt, cái góc nhìn ra và đấy rất có thể là cái nguồn tăng trưởng à, mà chúng ta phải đi trên cái hành trình này thì chúng ta mới nhận ra được. Vậy thì để um, khép lại một chút ạ, à, nếu như chúng ta có một cái lời khuyên, vì em biết nha là mỗi doanh nghiệp là một câu chuyện riêng như mình đã phân tích từ đầu đến giờ không có một công thức chung. Mỗi một doanh nghiệp phải tự nhìn vào chính mình để xem xem là chuyển đổi số như thế nào thì là phù hợp nhất. Vậy thì anh Vũ và chị Giang sẽ có một cái keywords nào hoặc là một uh, lời khuyên nào dành cho các doanh nghiệp để táo bạo bắt đầu chuyển đổi số? Thứ nhất đó là các doanh nghiệp đừng có chạy theo phong trào, đúng không? Đừng có chạy theo cái phong trào là chúng ta cần phải chuyển đổi số nên là bắt đầu là bằng mọi giá chúng ta phải mang chuyển đổi số vào trong doanh nghiệp. Thứ hai á là chuyển đổi số nó phải xuất phát từ cái việc rằng là, là giải quyết được cái bài toán nào đó của doanh nghiệp. Cái thứ ba là có cái sự đồng lòng ủng hộ của ban lãnh đạo. Nếu không có sự hậu thuẫn của ban lãnh đạo hoặc là không có sự dẫn dắt của ban lãnh đạo thì cái cơ hội chuyển đổi số thành công cũng sẽ rất khó. Và cái thứ tư phải ghi nhận được giá trị. Mình luôn luôn lặp lại cái đó bởi vì không là gì? Là chúng ta sẽ bị dừng đâu đó hoặc là chúng ta sẽ không đi đến được thành công. Và cái cuối cùng đó là phải quản lý được cái sự thay đổi một cách tích cực và kết nối với lại nhân viên, khách hàng hoặc là đối tác. Ừ, rất hay ạ. Em tóm tắt lại là năm cái keyword không có phong trào, bắt đầu từ bài toán cụ thể, đồng lòng tạo ra giá trị và cuối cùng là có cách để quản lý sự thay đổi và cái chủ đề về quản lý sự thay đổi này cũng rất là thú vị nha và em nghĩ là sẽ cần có thêm thời gian để chúng ta nói chuyện về cái chủ đề này nữa và chị giang thì sao ạ chị thì chị nghĩ là chị không thể đồng ý hơn lại những cái mà năm point mà anh anh vũ đã nói thì chị muốn ép thêm một cái point cuối cùng đó là phải có một cái tư duy linh hoạt à, trong khi làm tất cả những cái đó kể cả đội ngũ thực hiện cũng như là đội ngũ về um, si sút, phải có một cái tư duy linh hoạt trong cái câu chuyện chuyển đổi số này thì chắc mới thực hiện được. Còn nếu mà mình quá cứng nhắc rằng nó phải như vậy thì sẽ đến lúc mà sẽ trành cãi rất là cây gớm và không không ở around nó được. Nhưng mà mà linh hoạt là mình bám vào cái cái mục tiêu của mình đó. À, linh hoạt là nó phải có mục tiêu. Còn nếu mà linh hoạt mà nó không có mục tiêu và chạy theo phong trào là nó sẽ thành một cái mối bỏng bong thì nó không còn là linh hoạt nữa. À, không biết đi đâu. Đúng rồi. Nhiều khi rằng là đúng cái đề tài đó rồi. Đúng cái nỗi đau đó rồi có ra được giải pháp rồi ứng dụng công nghệ vô này xong cuối cùng uh, quản lý cái sự chuyển đổi không thành công dẫn đến nó tạo rất nhiều cái trở ngại và những cái 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 noi trong cái tổ chức dẫn đến là kết quả là cái chuyển đổi đó không thành công mà như anh nói là uh, thay thế một nỗi đau bằng một nỗi đau khác ừ, <laughs> mà không biết nỗi đau, đau nào đau, đau hơn <laughs> cái nỗi đau kia thì nó gói gọn hơn trong trong một số cái đối tượng đó thôi còn cái này có nỗi đau này nỗi đau cả nhà luôn cả nhà luôn cả nhà luôn rất cảm ơn anh Vũ và chị Giang đã cùng tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay và đúng là một chủ đề mặc dù đã được nhắc tới nhiều nhưng mà em hy vọng rằng khán giả của VietJackSes khi mà theo dõi tập ngày hôm nay đã có thể nhìn thấy những góc nhìn rất mới và rất rõ ràng trong hành trình chuyển đổi số hoặc nói cụ thể hơn nữa là trong lĩnh vực marketing trong lĩnh vực commerce thì tạo ra được những giá trị như thế nào và một lần nữa xin được cảm ơn sự xuất hiện của cả hai anh chị trong chương trình ờ, cảm ơn em rất là nhiều cảm ơn Trang à, rất là nhiều hy vọng rằng là cái buổi chia sẻ này nó có giúp ích được cho một số Uh, khán giả có thể nghe và có thể hình dung và có thể vận hành uh, vận vận dụng nó được trong trong công việc của của mình Xin cảm ơn Và nếu như quý vị cảm thấy yêu thích cuộc trò chuyện của chúng tôi Quý vị hoàn toàn có thể theo dõi lại cuộc trò chuyện này Ở trên các kênh như là Spotify, Apple Podcast Hoặc Google Podcast Cũng như đừng quên like, subscribe Và để lại cho chúng tôi những bình luận Liên quan đến chủ đề của chương trình Và cả những chủ đề mà quý vị muốn lắng nghe tiếp theo Chương trình ngày hôm nay rất hân hạnh có sự đồng hành của Purpose Ant Và chúng tôi sẽ còn quay trở lại Trong những số tiếp theo của OmniNext Xin cảm ơn quý vị